Lợi thế sân nhà không giúp được đội chủ nhà Nam Định giành chiến thắng trước lối chơi phòng ngự kiên cường của đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận đấu thuộc vòng 10 V-League 2023. Sau 3 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, Nam Định đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm khi tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà Thiên Trường ở vòng 12 UEFA V-League 2023 tối ngày 31 tháng 5. Tuy nhiên, đội chủ nhà lại gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong suốt hiệp 1. Dù cầm nhiều bóng hơn nhưng Nam Định thiếu sự sắc nét ở hàng công và gần như bế tắc trong những pha tổ chức tấn công ở hai biên. Thậm chí đội chủ sân Thiên Trường còn vất vả chống đỡ trước những đợt phản công nhanh rất lợi hại của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Rất may thủ thành Nguyên Mạnh đã xuất sắc để bảo vệ mảnh lưới cho đội nhà. Sang đến hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. Thế nhưng đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ được hưởng quả phạt đền ở phút 57 khi Hoàng Xuân Tân phạm lỗi với tiền đạo đội khách trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Trung Học không mắc sai lầm này khi đánh bại thủ thành Nguyên Mạnh để mở tỷ số cho đội nhà. Vì dẫn bàn, Nam Định sử dụng một loạt quyền thay người và dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hòa. Nhưng phải chờ đến phút 76, ngoại binh Henrio mới có thể lập công giúp đội chủ nhà có bàn gỡ hòa 1-1 và đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Chỉ giành được một điểm trên sân nhà, câu lạc bộ Nam Định vẫn dậm chân ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 15 điểm sau 10 vòng đấu, trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xếp ngay sau với ít hơn một điểm.